Ủa các bạn, lại là mình đây, lại là Ngân Xù đây. Khổ lắm, có cái bàn chải đánh răng điện cắm sạc mà lâu lắm rồi không bóc ra review cho mọi người được. Hôm nay mới có cái thời gian lại khui ra để cho các bạn xem là bên trong một hộp bàn chải đánh răng điện nó sẽ như thế nào nhé. Đây là hàng nội địa của Nhật nhé. Cái này mọi người có thể sử dụng điện 110V hoặc là 220V đều được nhá. Đấy ạ. Hàng chuẩn xịn trò nha mọi người nha. Thì mình sẽ bóc ra xem bên trong nó như nào nhá. Không biết là cái này của nó siêu nó liền xung quanh này rồi. Nó liền xung quanh này rồi. Thì nó sẽ có cái đầu này là đầu cứng và đầu mềm. Đầu cứng này thường là người lớn dùng. Còn nó có loại đầu rất là mềm. Và nhà mình cũng có cả cái đầu bàn chải đánh răng rời để bán kèm cho mọi người trong trường hợp mọi người muốn thay nhá. Thì đây nó là một trong những cái đầu mềm này. Đấy, nó cũng đầu mềm này. Cái này nó giống nhau, nó hoàn toàn giống nhau mọi người nhá. Hoàn toàn giống nhau. Đấy, chỉ có điều là cái này là đầu bàn chải mềm dành cho các bạn nhỏ đánh. Còn đầu bàn chải này thì nó sẽ cứng hơn một chút, mà nhìn kỹ thì sẽ thấy nó cứng, sợi nó to hơn và cái size của nó to hơn một chút. Đây, size của nó to hơn một chút. Đấy, thì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nhé. Cái này là nó không đi kèm máy đâu nhé mọi người nhé. Đây là mình cho các bạn xem để ngoại quan rằng là một cái đầu bàn chải rời, nếu mà bán rời nó sẽ như nào thì nó chỉ đơn giản như này thôi. Còn một chiếc máy bàn chải đánh răng điện thì nó sẽ chỉ đơn giản là một hộp như này thôi ạ. Đây, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nhé. Trước khi bóc thì mình cũng lưu ý cho các bạn là một hộp một sản phẩm bàn chải đánh răng điện ấy thì là người ta đã được dập hết tất cả các viền xung quanh như thế này. Đó, dập siêu viền xung quanh như này nhá. Và sẽ không có tem niêm phong như ví dụ như các bạn mà mua hàng mà thấy có tem dán vào hoặc là dán kiểu dạng như là băng dính dán vào các viền ấy thì nó sẽ không phải là hàng chuẩn nhé. Hàng chuẩn phải là hàng dập hết như này. Các bạn, mọi người nhìn kỹ sẽ thấy cái vết dập đây. Nhìn kỹ đây, mọi người sẽ thấy cái vết dập kỹ như thế này. Nó dập kín luôn nha mọi người nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Đây nha mọi người nha. Sau khi rất là vất vả để dùng kéo cắt hết tất cả những cái viền này ra, cắt tất cả 4 cái viền này ra thì cái này nó vẫn dính vào đây. Mình cũng không nhớ được ra nhé. Thì bên trong nó sẽ đi kèm là một sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng nha, hoàn toàn bằng tiếng Nhật và sẽ không có bất cứ một ngoại ngữ nào khác, giống như là dấu hiệu nhận biết một sản phẩm Nhật nội địa. Thì trong này đây sẽ là chiếc bàn chải. Chiếc bàn chải này thì rất là vừa tay cầm nha mọi người nha. Vừa tay cầm. Cái đầu bàn chải này có thể rút ra được rất nhẹ nhàng. Đấy, rút ra đặt vào nó rất là nhẹ nhàng thôi ạ. Rất là nhẹ nhàng. Đây, mọi người có thể ấn vào. Đấy, là nó đã vào máy rồi nhá. Đấy, thì khi mình bật máy lên thì mình ấn ở đây. Đây, trong này nó đã có sẵn pin rồi. Thì mình ấn nhẹ vào đây là nó bật lên và mình ấn một lần nữa là nó sẽ dừng lại. Và cái đây mọi người có thể nhìn cái hoạt động xoay tròn này của nó này. Nó giống như nha sĩ ở ngoài cửa hàng, phòng khám nha khoa đấy. Họ đánh răng, đánh bóng cái răng cho mình ấy. Thì cơ chế xoay tròn này làm cho răng rất là sạch luôn ạ. Rất là sạch khi mọi người chỉ cần đưa vào thôi. Cái này sạch lắm, cái này nhà mình cũng đang sử dụng mà. Đấy. Đây là sử dụng. Thì đây sẽ là đầu sạc nhá. Đây sẽ là đầu để sạc này. Đấy, đầu để sạc. Cái này đây. Còn cái hộp này sẽ là hộp sạc này. Cái này nó sẽ có mã vạch này, có lô này, có ký hiệu này. Các cái loại ký hiệu. Đây thì mình sẽ dốc nó ra như này, nó sẽ ra đây. Đó, bên trong này nó sẽ là cái sạc ở trong này nha mọi người nhá. Thì ở trong này nó sẽ là đơn giản là nó là dây cắm sạc thôi. Đấy, nó được gắn vào như thế này. Để gọn gàng vào như này. Còn cái này nó sẽ là đầu sạc.
Cái này mọi người sạc một tuần, mọi người chỉ cần sạc một lần thôi. Đây, cắm sạc. Cắm sạc. Đây, mọi người phải cắm sạc như này nhé. Đấy. Thời gian sạc thì các bạn cứ áng chừng xem là mình cảm thấy sạc một đôi tiếng gì đấy thì các bạn rút ra thôi, không cần phải sạc lâu quá đâu. Các bạn không cần phải cắm qua đêm đâu ạ. Đấy. Các bạn cắm sạc như này, thế là sạc xong các bạn dùng xong. Cái này các bạn dùng xong các bạn hoàn toàn có thể để ở trong nhà tắm được, dựng đứng lên như thế này. Và khi mà sử dụng xong ấy, mọi người nên rút cái đầu bàn chải ra như này và để hở một chút như này để cho nó ráo nước ấy. Bởi vì trong quá trình sử dụng ấy, mình có thể là nước, mình có thể rửa bằng nước. Cái này hoàn toàn chống nước nha các bạn, hoàn toàn chống nước nha. Thì cái đầu này mọi người không nên để cho nó ướt này, bởi vì là nó có thể dễ han gì. Nhưng mà thường nhà mình thì mình dùng xong mình hay rút và mình để lên hờ như này thì nó sẽ rất là bền này. Nó sẽ ráo nước, lúc nào nó cũng sẽ ráo nước ấy. Và cái này mình có thể tháo ra để mình rửa vệ sinh sạch, vệ sinh sạch. Những cái đầu bàn chải của Nhật ấy thì thường là mọi người hay thắc mắc là tại sao nó lại hơi cứng một chút. Nhưng mà thật ra là những cái đầu bàn chải đấy nó đều có những cái cơ chế. Khi mà họ sản xuất thì nó sẽ đều theo cái cơ chế là tự làm sạch bằng các cái ion. Đấy, cho nên là đầu bàn chải của Nhật tuy cứng nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tiêu chuẩn an toàn cũng như là tiêu chuẩn đối với răng miệng. Nên các bạn không có việc gì phải lo lắng cả. Nó sẽ rất là sạch sẽ nha. Đây là cái đầu đi theo và cái đầu này là đầu người lớn. Em mình sẽ còn cái đầu trẻ con thì nó sẽ mềm hơn. Đây đầu trẻ con đây mọi người nhá. Đầu trẻ con nó sẽ mềm hơn và mảnh hơn rất là nhiều nhá. Đấy ạ. Đấy đơn giản một chiếc sạc thì nó một chiếc máy chải răng, bàn chải răng điện ấy thì nó chỉ như thế thôi. Và một tuần thì các bạn thường ấy sẽ chỉ phải sạc một lần thôi, xong các bạn cất đi. Xong khi nào nó hết thì các bạn lại lôi ra sạc tiếp, thế thôi ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người cần liên hệ tìm hiểu thêm hay là tư vấn thêm về những cái sản phẩm của Nhật, hoặc là ví dụ mọi người có được tặng những cái sản phẩm gì của Nhật hay là những cái thuốc gì của Nhật ấy mà mọi người không biết sử dụng, hoặc mọi người lâu rồi mọi người không biết là cách dùng như thế nào, thì mọi người có thể liên hệ với mình nhá. Mình sẽ giúp mọi người đọc cái hướng dẫn sử dụng nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.